Thực hiện việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đến nay Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả cho trên 6.800 người thụ hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội qua tài khoản cá nhân ATM, đạt gần 18% tổng số người hưởng. Số người đăng ký tham gia chi trả qua tài khoản ATM hiện nay vẫn còn ít, là do hệ thống máy ATM của các ngân hàng chỉ tập trung ở khu vực thành phố, trung tâm huyện. Một số người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo trợ xã hội là người già, người dân tộc thiểu số, nên việc tiếp cận công nghệ còn hạn chế. Năm 2021, Yên Bái phấn đấu có 28% số người nhận lương hưu, 80% người nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, 98% người hưởng trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về chi trả an sinh qua hệ thống ngân hàng, những tiện ích của việc giao dịch qua tài khoản cá nhân để giới thiệu, người dân hiểu và sử dụng dịch vụ này.